Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Hôm nay chúng ta đã bước tới tập 193. Duy vẫn tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của tất cả những bạn khán giả đã gửi về cho kênh của Duy kể lại. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện ma, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào tập chuyện của ngày hôm nay. Mở đầu cho cái tập chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất là ghê về ma rừng bắt hồn những người lính ở chiến trường Tây Nguyên. Câu chuyện này được kể lại từ một chị gái. Chị nói hồi lúc mà chị học cấp 2, chị cùng với nhóm bạn thường xuyên kéo nhau đi ra Ủy ban Nhân dân phường để mà ra ngoài đó coi những cái hoạt động vui chơi của thiếu nhi trong phường. Buổi tối ngày hôm đó, chị cùng với cái nhóm bạn này ra gần cái cổng của Ủy ban, ngồi đó nghe một cái bác để mà bác đó kể chuyện ngày xưa. Bác này thì lúc đó cũng rất là lớn tuổi rồi. Bác thì bác thường xuyên kể lại những cái câu chuyện ly kỳ hồi lúc mà bác đi chiến trường ở Tây Nguyên là những cái câu chuyện xảy ra trước năm 1975 không đó mọi người. Sau một hồi ngồi hóng chuyện thì chị mới được bác kể lại cho chị nghe một cái câu chuyện hết sức là kinh dị. Trong một lần, bác cùng với hai binh sĩ cấp dưới nữa đi chạy giặc ở trong một cái khu rừng ở trên Tây Nguyên Do cái thời buổi loạn lạc mà giặc nó đánh đuổi mình tới đâu thì mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy tới đó thôi. Tới cái chỗ an toàn rồi thì mình mới sử dụng những cái chiến lược của mình sau. Đêm đó cũng như vậy, bác cùng với hai cái anh lính này chạy quá trời chạy luôn. Chạy một hồi thì mới lạc trong một cái khu rừng. Lúc này cũng choạng vạng tối rồi, 5-6 giờ chiều rồi nha. Hình như là do chạy gấp quá, không có cầm đèn pin theo. Ở trên trời thì nó chỉ còn vài cái tia sáng thôi, mà nó len lỏi qua những cái kẽ lá của mấy cái cây to to trong khu rừng. Nó chỉ len lỏi vài cái ánh sáng vậy thôi, chứ không còn một cái tia sáng nào cả. Càng chạy thì ba người càng cảm thấy là cái không khí nó lạnh hơn. Thậm chí mình bước đi trên đất nha, cái đất nó cũng lạnh nữa. Tại vì sâu ở trong rừng, ở trong đó cái nhiệt độ nó xuống thấp dữ lắm luôn. Thời đó thì bác nói, người ta ít sử dụng đèn pin dữ lắm. Đa số là đèn cầy, đèn dầu thôi, chứ không có sử dụng đèn pin nhiều đâu. Khi mà cứ chạy hoài sâu tuốt ở trong rừng như vậy, ba người cũng rất là mệt mỏi rồi, đói bụng nữa. Thật sự là chỉ mong kiếm được một cái chỗ nào đó ngủ tạm qua đêm thôi, nghỉ chân, rồi sáng sớm ngày hôm sau đi tiếp mới có sức, chứ không thôi chạy hoài cũng chết nữa. Tuy nhiên đêm đó xui làm sao, trời bắt đầu nó chuyển mưa và cái mặt trăng nó cũng bị mây che khuất luôn. Gió rất mạnh nha và rất là lạnh, bắt đầu có mưa phùn rồi. Ba người mặc dù là bộ đội nhưng mà cũng khá là sợ đó. Dù cho trời có tối tới cỡ nào thì ba người cũng vẫn phải ráng đi thôi. Nhưng mà có một điều làm những người lính người ta rất sợ đó chính là gặp phải mưa tuốt ở trong rừng. Tại vì mưa ở trong rừng nó không có giống như là mưa ngoài thành phố. Ở trong rừng cứ hễ mỗi lần mưa kéo tới nha thì có thể nó kéo dài vài ngày, thậm chí là cả tháng trời vẫn chưa hết mưa luôn. Đang đi thì có một cái anh lính đó, anh thấy ở đằng xa xa có một cái nhà sàn đang sáng đèn. Rồi lúc này thì ba người rất là mừng, giống như là mới tìm được vàng gì đó. Rồi cả ba người cũng ráng đi thiệt là lẹ để mà tới cái nhà sàn đó, xin phép chủ nhà vô đó ở nhờ một đêm, chứ thực sự là quá mệt mỏi rồi. Đi càng ngày càng tới cái nhà sàn đó đó, đứng trước cửa là cái bác này, bác đứng đó để mà kêu chủ nhà ra. Còn riêng hai cái anh lính á, thì hai ảnh đứng ở ngoài để mà canh, một anh tên là Hải với một anh tên là Hưng. Hai anh do là cấp dưới, với lại là ảnh cũng không có biết cái tiếng dân tộc, chỉ riêng bác này là bác biết tiếng. Tại vì người lính thời xưa, đa số người ta cũng phải biết cái tiếng dân tộc để cho những cái trường hợp bất đắc dĩ như vậy nè, còn biết đường để mà giao tiếp với chủ nhà, xin người ta để mà vô nhà ở nữa chứ. Khi bác bước lên cái nhà sàn này, bác đứng trước cửa nhà bác gõ cửa đó, thì một hồi sau có một cái bà già đi ra. Cái bà già này giống như là bà đi đứng rất là khó khăn, đi mà cứ trẹo qua trẹo lại gì nè, đi khó khăn dữ lắm. Mà thêm một cái, bà bị còng lưng, bà đứng mà cái lưng bà còng xuống gì nè, nói chuyện mà cái mặt của bà cứ gật xuống gì nè, có nghĩa là không có nhìn được mặt của bà. Thật ra đó là do cái ánh đèn dầu nó cũng mờ căm mà, nếu mà bà có ngước mặt lên thì cũng không có nhìn rõ mặt được nữa, chỉ nhìn cái ánh sáng nó le lói nó mờ mờ vậy thôi. Rồi sau đó cái bác này cùng với cái bà lão đó, hai người mới nói chuyện với nhau bằng cái tiếng dân tộc ở trên Tây Nguyên Nói xong thì bà lão đó mới quay mặt qua nhìn hai cái anh lính này nè. Nhìn một hồi
Thị mới gật đầu cho hai ảnh đi vô nhà. Nói sơ về căn nhà của bà cụ này á, bà cụ ở giữa rừng nhưng mà chỉ ở có mình ơn à nghe. Cái nhà cũng rất là rộng, tới 3 gian lận. Có một cái gian giữa là cái chỗ mà hồi nãy ba người cùng nhau bước vào cái cửa chính á. Chỗ đó giống như là để cái bàn thờ hay sao á. Rồi thêm hai cái gian hai bên. Lúc này á thì bà cụ mới sắp xếp chỗ cho ba người á, ngủ bên cái gian bên phải. Bà cụ này á thì bà sẽ nằm cái gian bên trái, để cái nhà giữa đó trống, không có ai nằm ở đó cả. Mà những cái gian này á được ngăn cách với nhau bằng những cái tấm lá, nó mỏng manh như lắm, lá khô mà, nói chung là dựng cho có thôi. Còn cái lối đi á thì chỉ là cái khung cửa chứ không có cánh cửa. Vô được nhà dân lúc này á, phải nói thật sự rất là mừng luôn, cho nên là trèo lên cái giường là ngủ liền, chứ đâu có ăn uống gì giờ này nữa. Còn riêng cái bà lão đó, khi mà bà vừa gật đầu cho ba người vô nhà, bà cũng đi qua bên cái giường của bà ngủ, để cho ba người này ngủ bên cái gian bên phải. Mà bác nói, cái ngày hôm đó cả ba cùng nhau đi chạy giặt á, mệt mỏi dữ lắm rồi. Cho nên khi mà hai cái anh lính đó nằm lên trên cái tấm phản á, là ngủ khò khò liền luôn, không biết trời trăng gì nữa. Mà đâu có ai biết, cái đêm đó cũng là cái đêm cuối cùng của hai anh lính này luôn. Hai ảnh ngủ và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Khi mà ba người lên trên cái tấm phản này nằm ngủ chung á, hai anh lính đó sẽ nằm hai bên, bác á thì bác nằm chính giữa. Tại vì giống như theo quy định của quân đội á, cái người nào cấp cao hơn sẽ phải nằm giữa, để cho những người lính của mình nằm hai bên canh gác cho mình. Lúc này á, khi mà hai anh đó đã ngủ say rồi á, thì mọi chuyện mới bắt đầu. Bác nói không hiểu sao á, cái đêm đó giống như là trời độ hay là ông bà theo độ bác á. Tại vì bác cứ nằm mà không thể nào bác ngủ được, cứ trằn trọc qua lại gì nè. Mặc dù cả ngày á, đi mệt muốn chết rồi, nằm không có ngủ được nha. Nằm thao thức lăn qua lộn lại một hồi á, bác mới vô tình bác xoay người về cái hướng cửa, đi về cái gian chính giữa đó. Thì bác thấy từ cái cửa buồng á, có một cái bóng người đàn bà. Mà cái người này đi cà nhắc, đó chính là cái bà đàn bà chủ nhà chứ ai, là bà chứ không còn ai khác. Chỉ có điều á, cái ánh sáng nó tối quá, bác không thể nào nhìn rõ được mặt của bà thôi. Bà đi từ từ và bắt đầu tiến vào cái tấm phản của ba người đang nằm ở đây. Khi đó hơn á, là bác không có lên tiếng, bác vẫn nằm im và cố tỏ giống như là mình đang ngủ vậy đó. Tại vì những lúc đầu khi bà vừa bước vô á, bác chưa có nghĩ gì đâu. Bác cứ nghĩ là bà qua bà coi coi là mấy thằng lính này á, ngủ có ngon hay không đó mà. Nhưng mà khi bà càng tiến lại gần á, bà đứng ngay ở trên cái đầu nằm của cái anh Hưng nằm kế bên bác á, là cái anh đó nằm ngoài bìa nha. Trước đó bác đã giả bộ á, bác xoay cái người bác qua bên cái anh Hưng này rồi. Bác mới đưa con mắt bác nhìn lên á, thì bác thấy cái bà này nè, cái mặt của bà rất là già luôn, nó nhăn nhúm hết trơn rồi. Cái con mắt của bà thì đang thùi lùi à, không có thấy cái tròng trắng. Mà dị nhất á, đó chính là cái mặt của bà già tới nỗi á, những cái thớ thịt trên mặt của bà nó chảy xệ xuống luôn, nó xệ tuốt ở dưới cái cằm của bà vậy đó. Mà bà không có làm gì hết nha. Bà chỉ đứng, bà đưa cái mặt của bà đối diện với cái mặt của anh Hưng á. Lúc này anh Hưng đang ngủ say dữ lắm, ảnh không hề biết cái gì hết á. Lúc đó mặc dù bác là lính á, nhưng bác vẫn rất là sợ trong cái trường hợp này. Tại vì cái mặt của bà đàn bà này quá là ghê. Bà chỉ đứng bà nhìn, bà nhìn tầm vài phút sau á, thì bắt đầu bà quay đầu bà đi ra. Bà đi ra ngoài cái gian giữa và bà qua bên cái gian bên trái á, là bên cái chỗ bà ngủ á. Bà qua bên đó bà nằm tiếp. Bác rất là sợ rồi, nhưng bác không có dám lên tiếng động. Tại vì bác nghĩ chắc có thể cái này là ma hay là quỷ gì rồi. Khi mà cái bà già này bà đi tới cái gian giữa đó, bác mới lấy cái tay của mình á, bác lay lay cái tay của anh Hưng á, để mà coi coi ảnh có thức hay chưa. Nhưng mà đụng hoài á, cái anh này không có cử động. Bác mới thấy cái điểm không lành rồi, cho nên bác mới lấy tay á, bác đụng vào cái mạch của ảnh á, thì thấy mạch không còn đập nữa. Rồi rờ lên cái lỗ mũi á, thì anh này tắt thở rồi. Lúc đó bác đã biết rồi. Khi mà bác quay qua bác đụng cái anh Hải đang nằm trong vách tường á, thì anh mới cọ quậy qua lại đó. Lúc này á, thì bác mới nghe ngoài cái sàn nhà có cái tiếng bước chân nữa. Nó cứ đi cọc 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 ở trên cái sàn nhà bằng gỗ là bác biết rồi. Bác biết nó chuẩn bị đi vô nữa rồi. Mà nếu như nó vô lần này, đồng nghĩa với việc cái người phải bị hút hồn tiếp theo là bác. Tại vì bác á là bác đang nằm giữa mà. Cho nên ngay lúc đó, thật sự bác không còn cách nào khác nữa hết. Bấm bụng á, bác phải đi vô trong vách bác nằm. Rồi bác kéo cái anh Hải á, bác đưa ảnh nằm trong chính giữa, thay thế cái vị trí của bác, rồi bác nằm im ở trong cái vách tường á. Khi mà ông bác, ổng kể tới cái chi tiết này á, thì ổng cũng rưng rưng nước mắt luôn. Ổng nói một á, là cái anh lính đó chết, hai á, thì ổng cũng phải chết à. Ổng không biết làm sao để mà giúp đỡ cái anh lính này hết,
trong khi thời gian á, nó quá gấp rồi, nó chuẩn bị bước vô tới trong cái phản này rồi. Và rồi cuối cùng, cũng vì cái bản năng sinh tồn được sống của mình, bác đã nằm im ở trong cái vách tường để cho cái anh Hải đó anh nằm chính giữa. Và như cái lần trước, cái con quỷ đó nó cũng bắt đầu đi trước cái phản này. Nó đứng ở giữa, nó nhìn vô cái mặt của cái anh Hải đó vậy nè. Chỉ nhìn một chút thôi là bắt đầu bác cảm nhận rõ cái hơi lạnh từ cái xác chết của hai người kế bên. Lúc này cái anh Hải cũng đã chết luôn rồi. Bác nói lúc này nó nghẹt thở tới nỗi một giây trôi qua thôi là cái tim của bác nó đập thình thịch rất là mạnh vậy đó. Bác rất sợ. Lúc này là bác chỉ muốn chạy thật là nhanh ra khỏi cái nhà này thôi. Nhưng mà nó vẫn còn đang đứng trên đầu của cái anh Hải là đứng kế bên bác luôn rồi. Bác vẫn giả bộ bác ngủ nghe. Mà không biết giống như là cái quy luật của nó hay sao, nó hút một người xong nó phải đi qua bên cái gian bên kia, kiểu như nó phải làm một cái lễ gì đó hay sao á. Thế là hút xong cái hồn của anh Hải này, cái con quỷ đó nó cũng đi về phía cái gian giữa, nó bỏ ba người nằm lại ở đây. Khi đó bác biết bên ngoài trời mưa cũng rất lớn, mà bây giờ nếu bác chạy ra ngoài bác cũng chết, bác ở lại đây bác còn chết nhanh hơn nữa. Vậy thì tại sao mình không ráng chạy ra khỏi cái nhà này đi? Bác nói bây giờ nếu mà ai nằm trong cái tình cảnh của bác thì cũng phải tung cửa ra chạy thôi, chứ ở đây kiểu gì cũng phải chết hết. Thế là bác mới nhắm mắt, bác chạy một mạch, bác tung cái cửa và chạy thẳng ra ngoài luôn. Thời gian đầu á, bác càng chạy thì càng nghe cái tiếng có người chạy phình phịch xíu sao á, càng chạy thì nó càng đuổi theo. Mà giống như là bác chạy, bác nhắm mắt luôn, bác không dám mở mắt. Nhiều khi á, đụng đầu vô gốc cây, rồi dấp phải đá, rồi hả, nhiều khi té xuống hố này nọ, vẫn phải ráng đứng dậy chạy tiếp, chạy tới khi nào mà hết sức, xỉu tại chỗ thì thôi. Ông bác ông chạy suốt một đêm, mà ngoài trời không hề có trăng, ở trong tay cũng không hề có cái đèn pin nào cả. Chạy như vậy đó, mà bây giờ ổng mở mắt thì cũng như ổng nhắm mắt thôi. Chạy cho tới sáng thì ổng đã xỉu rồi. Ổng mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái tấm phản. Nhìn thì thấy một cái khung cảnh cũng ở trong một cái nhà sàn nữa. Nhưng mà bây giờ có nắng, trời nó ấm áp hơn. Và xung quanh cũng có vài người dân ở cái địa phương đó, người ta đang ngồi xung quanh cái chỗ của bác vậy nè. Tại vì người dân tộc đó người ta cũng thương bộ đội dữ lắm. Khi mà thấy bác tỉnh dậy, người ta cũng hỏi thăm bác, nhưng bác chưa có trả lời được. Cho nên là người ta mới lấy mật ong rừng chấm 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 vô cái miệng của bác để mà cho thấm giọng rồi dễ nói chuyện. Tới khi mà đỡ hoàn hồn lại, bác mới ngồi kể cho những người dân ở đó người ta nghe cái chuyện vừa xảy ra hồi tối. Thì người ta mới nói, anh là bộ đội ở chỗ khác, anh chạy vô đây thì chắc chắn anh chưa biết tới ma rừng đúng không? Cái nhà đó thật sự không có tồn tại. Mà nếu như buổi sáng anh có đi vào trong đó, anh coi kỹ lại thì đó chỉ là một cái nhà sàn nhỏ, người ta làm giống như là một cái nhà thờ, một cái miếu thờ cho những cái vong hồn ở trong rừng vậy thôi, chứ đó không phải là một cái nhà sàn của người dân ở. Khi mà nghe người dân người ta nói như vậy thì bác nhìn ra phía bên ngoài, bác thấy trong khu rừng này hầu như là cứ cách xa xa người ta sẽ có một cái miếu giống như là để thờ ma rừng, những cái âm linh, những cái vong linh ở trong rừng vậy đó mọi người. Còn riêng hai cái anh lính đó chắc chắn đã bỏ mạng lại trong rừng sâu đó rồi. Thật sự là bác cũng muốn vào đó để mà tìm lại xác của hai ảnh, nhưng mà đâu có biết đường đâu mà tìm. Hồi tối chạy thục mạng và cũng không biết là cái nhà đó vị trí chính xác nằm ở đâu trong rừng nữa. Rồi cũng thôi, cái câu chuyện này nó cũng đã qua mấy chục năm trời, hai anh lính đó cũng đã mất xác luôn. Tiếp theo cũng là một cái câu chuyện ma rất là lạ, xảy ra trong buôn làng của những người dân tộc thiểu số mọi người. Duy được kể lại từ một bạn nam đang sống ở Ninh Thuận. Đây là một cái câu chuyện cũng rất là lâu rồi. Nó xảy ra từ cái thời ông bà nội của bạn còn chưa có lấy nhau nữa, trước năm 1975. Lúc đó thì bà nội là người dân tộc Kinh, còn ông nội là người dân tộc Ra Glai, ha, là một cái dân tộc thiểu số trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Bạn nói thì năm đó là một cái năm trước năm 75 đó, không biết là vào thời điểm nào và cũng không biết đó là cái trận chiến nào với lại quân địch. Thì bà nội và gia đình của bà nội có chạy giặc và bà nội đã lạc mất gia đình luôn. Nội chạy như thế nào đó không biết, lạc vào một cái ngôi làng của người dân tộc Ra Glai, là dân tộc của ông nội đó. Theo như bạn biết, cái ngôi làng đó ngày xưa người ta gọi là làng Cát Gia, nhưng bây giờ người ta đã đổi tên thành là cái thôn Sớm Bằng rồi. Lúc đó bà nội cũng còn trẻ lắm. Nội chạy lạc lên cái ngôi làng đó thì vô tình được ông bà cố là cha mẹ của ông nội đó, thấy cái cô gái này sao mà chạy lên tới đây, mặt mày thì tím tái hết, thấy thương quá, cho nên là thôi giúp đỡ cô gái này,
cho cô gái này ở lại nhà mình một thời gian đi, rồi cho cổ ăn uống, đợi ngày tìm lại gia đình. Nhưng mà ở được một thời gian á, ông nội của bạn thấy là bà nội đẹp gái quá, cho nên là cũng nảy sinh tình cảm, xin ba má của mình là thôi, được cưới cô gái này luôn đi, cho cổ ở nhà của mình. Khi mà ông nội đòi cưới bà nội, ông bà cố cũng rất đồng ý. Cưới nhau rồi thì ông bà nội đẻ ra một cái đứa con đầu lòng. Mới đẻ có 2 tuần thì ông nội được lệnh là phải đi lính, tại vì lúc đó chiến tranh dữ lắm, ác liệt luôn. Ông nội đi lính rồi, ở nhà thì bà nội được ông bà cố nuôi. Lúc đó ông nội cũng đã có nhà riêng, cho nên là bà cố phải đi qua bên nhà của 2 vợ chồng ông bà nội, qua đó để mà giữ cháu, chứ không còn ở chung nhà nữa. Cái ngày thứ nhất khi mà bà cố qua ngủ chung với bà nội, 2 mẹ con ngủ chung thì không có gì. Tới ngày thứ 2, đang ngủ ban đêm thì bà cố mới nghe ngoài trước cửa có cái tiếng của con quạ đen nó kêu rất nhiều. Nó kêu sùm tới nó mà không ngủ được luôn. Bà cố mở cửa ra thì thấy có một con quạ rất là bự, nó đang đậu trên cái cây điều trước cửa. Do nó kêu khó chịu quá, cho nên bà cố mới chửi nó, rồi lụm một cái cây củi chọi lên trên nó cho nó bay đi. Nhưng mà chọi không có trúng, chọi không trúng mà nó cũng bay đi mất tiêu luôn. Thế là bà cố mới đóng cửa lại để mà ngủ tiếp. Đang ngủ thì bà cố với lại bà nội, 2 mẹ con đều nghe cái tiếng gõ cửa, và nghe cái tiếng của ông nội về để mà kêu cửa luôn. Ông nội mới kêu: "Mẹ ơi, mẹ, con về mẹ." Mà cái tiếng y chang như tiếng của ông nội luôn. Lúc đó 2 người chưa có mở cửa liền đâu, tại vì thấy sao mà lạ dữ vậy ta, chồng của mày nó mới đi lính có mấy ngày sao bữa nay nó được về sớm vậy. Đi ra tới ngoài cửa, bà cố cũng nhìn giáo giác coi là con trai mình có về hay không, thì đâu có thấy ai đâu, mà mới nghe cái tiếng nói vậy đó, cho nên là thôi cũng là đi vô nhà, tưởng đâu là chắc mình nghe lộn giữa đêm khuya vậy thôi. Mới vừa quay lưng bước vô 1-2 bước chưa kịp đóng cửa nữa, thì bà cố mới nghe từ ngoài sân cái tiếng của con quạ đen hồi chiều. Nó kêu còn nhiều hơn là hồi chiều nữa. Lúc này bà cố mới hết hồn rồi, quay cái mặt ra ngoài trước sân thì mấy hải hùng phát hiện ra đó, đứng giữa cái sân là một cái con quạ. Nhưng mà cái con quạ này nó bự hơn cái con quạ hồi tối rất là nhiều lần luôn. Nó bự hơn chắc khoảng 100 lần luôn á. Tại vì con quạ bình thường chắc nó tầm khoảng 2 cái bàn tay của mình. Riêng con quạ này nghe, nó đứng mà nó rất là to luôn. Nó cao chắc khoảng 1 mét mấy, 2 mét luôn đó. Mọi người nếu như mà thấy cái con quạ trong cái chuyện cổ tích ăn khế trả vàng sao thì con quạ này nó bự y chang vậy đó. Cái mặt của nó rất là ghê luôn. Bà cố bà mới hoảng hồn, bà bước vô nhà thiệt lẹ, đóng cái cửa, chốt cái cửa lại, đi vô phòng ôm con với cái đứa cháu của mình vừa mới đẻ. 3 người đang nằm ôm nhau vậy nè, rất là sợ nha, tại vì con quạ đó nhìn nó ghê dữ lắm, chưa từng thấy nó bự tới vậy luôn á. Mà lúc này ghê hơn một cái, ngồi trong nhà nhưng mà nghe có một cái tiếng nói vọng từ ở ngoài vô á. Cái người này mới nói là: "Ủa tao có làm gì tụi bay đâu, tao chỉ kiếm vợ kiếm con của tao thôi mà, làm gì á, mày lấy củi mày chọi tao, bây giờ tao gãy cái giò rồi nè, tao về đây á tao phải trả thù mới được." Mà nghe kỹ lại thì đây là cái giọng của một cái người đàn ông. Nghe cái giọng nó trầm mà nó cứ ồn ồn, giống như là cái tông nó thấp xuống tuốt ở dưới vậy đó. Khi mà nghe cái câu nói đó của cái người đàn ông này xong, bà cố lại nghe cái tiếng quạ. Nhưng mà cái tiếng quạ này không phải là cái tiếng quạ xuất phát từ cái mỏ của con quạ, mà cái tiếng quạ giống như là cái tiếng của cái ông đàn ông đó, ổng đang giả cái tiếng quạ vậy đó. Nó kêu hoài, nó kêu từ gần gần cho tới xa, giống như là nó đã đi ra chỗ khác rồi vậy đó. Và nguyên một đêm, 2 mẹ con đâu có dám ngủ, cái đứa con nít cũng không ngủ được luôn, khóc hoài cho tới sáng luôn. Do là thấy em bé khóc quá, 5 giờ sáng hôm sau, bà cố mới ẵm em bé đi tới nhà của một cái ông thầy gần đó. Thời điểm đó trong cái ngôi làng này nhiều thầy bà dữ lắm. Tới thầy, thầy mới trách, thầy nói sao mà người ta đậu ở đó kệ người ta đi, chọi lên người ta làm cái gì, để mà người ta gãy giò, bây giờ người ta về người ta báo thù vậy đó. Thôi thì sáng ngày mai chuẩn bị cho tôi 20 con gà luộc, 30 con gà sống với lại trái cây nha, đem để sẵn ở nhà đi, rồi ngày mai tôi qua bên nhà tôi cúng cho. Sáng ngày mai như lời của thầy nói, thầy cũng qua bển thầy cúng thì không có chuyện gì hết. Thầy mới nói là bây giờ tôi cúng xong rồi đó, đi vô nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nha, đừng có để cái cửa hở ra nha. Khi mà bà cố đã vô nhà đóng chặt cửa lại rồi nha, ông thầy ông vẫn còn đứng trước cửa. Ông đứng, ông đọc cái bài chú gì đó mà mọi người nghe không có ai hiểu hết. Mặc dù bà cố đã vô nhà rồi nhưng mà vẫn đứng ở phía sau cánh cửa coi là thầy làm cái gì. Thầy mới vừa đọc chú xong thôi,
Ai cũng đều thấy ngay phía trước cửa nguyên một cái bầy quạ, rất là nhiều luôn, chừng cả chục con vậy đó. Con nào con nấy cũng bự mà nó đen thù lùi vậy nè. Nó kéo lại, nó đậu ở trước sân, nó ăn hết trơn cái đống đồ cúng đó luôn. Nó ăn xong á, thì có một cái con bự nhất, nó nói bằng tiếng người luôn. Nó nói: nếu mà ngày mai không cúng cho tao 5 con bò thì tao cũng sẽ không có bỏ qua cho mày đâu. Nghe thì có vẻ hơi hư cấu khó tin, tại sao một cái con quạ có thể nói tiếng người được. Nhưng cái câu chuyện này nó xảy ra cái thời năm 1975. Nói chung là rất là lâu rồi. Thời đó ma cỏ rất là nhiều, mà cái bầy quạ này theo như người thầy đó nói, nó đã thành tinh rồi, là yêu tinh á, chứ nó không phải là quỷ nữa. Cho nên nó giống như là có người, có quỷ ngự trong cái xác của nó vậy đó. Và cũng chính vì lý do đó, cho nên thầy cũng nghe theo lời của cái bầy quạ này luôn. Thầy nói: thôi, ngày mai gia đình á, cúng thêm cho tụi nó 5 con bò nữa đi, 5 con bò sống nha. Và ngay ngày hôm sau, tối tối, thầy mang 5 cái con bò thầy để trước nhà. Thầy cũng lập cái bàn, thầy cúng cho cái lũ quạ này, để 5 con bò đó vậy đó. Sau khi thầy cúng xong nha, nguyên cái bầy quạ bu lại và rỉa cho tới khi nào mấy con bò này chết hết trơn luôn. Cái cảnh tượng thật sự là kinh hoàng luôn đó. Lúc đó mọi người trong nhà sợ quá, đâu có dám lú mặt ra đâu. Chỉ có mình ơn cái người thầy đó đứng ở ngoài thôi. Cái tụi quạ này rỉa cho tới khi nào mấy con bò này không còn cái gì nữa, chỉ còn là cái đống xương thôi đó, thì bắt đầu tụi nó bay đi. Thầy lúc đó mới nói là: thôi, nó ăn xong rồi đó, tụi nó đi rồi đó. Đêm đó khi mà ông thầy làm xong á, thầy cũng đi về nhà. Riêng bà cố á, thì không tài nào ngủ được, tại vì quá ám ảnh cái cảnh tượng đó. Nhưng mà do mệt quá, bà cố mới chìm vào giấc ngủ. Bà cố có nằm thấy một cái giấc mơ. Ở trong mơ á, bà cố thấy đứng trước cửa nhà là một cái người đàn ông. Cái ông này á, cái mặt là mặt của con chim, có mỏ chim, con mắt của con chim, giống như là cái đầu của con chim quạ vậy đó. Nhưng mà cái người của ổng á, là người, có tay có chân đàng hoàng luôn. Ổng nói với bà cố một câu á: tao không phải là chim, mà tao cũng không phải là người nữa, tao là tinh. Nhưng mà tao thấy mày cúng cho tao rồi á, thì thôi tao bỏ qua cho gia đình mày đó. Chứ không thôi ha, là cái giò của tao bị gãy á, là tao về tao bắt hết cái nhà của mày đó. Mặc dù tất cả mọi chuyện xảy ra rất là đáng sợ luôn, ai cũng ám ảnh một thời hết. Nhưng mà được cái là sau cái giấc mơ đó, bà cố cũng không có gặp cái bầy quạ đó nữa, đi đâu mất tiêu luôn, không hề về đậu trước cửa nữa. Tuy nhiên câu chuyện này làm bà cố phải ám ảnh một thời gian dài luôn đó. Một cái câu chuyện có thật xảy ra ở Ninh Thuận. Tiếp theo là những câu chuyện ngắn Duy được kể lại từ một bạn nữ sống tại Sài Gòn. Bạn nói thì hồi nhỏ bạn sống ở quận 11. Cái xóm của bạn phải nói là một cái xóm rất là phức tạp. Xì ke, ma túy, hút chích, nói chung là những cái tệ nạn xã hội đều gom về cái xóm đó hết trơn. Mà cái xóm này hình như là toàn là người Hoa sinh sống thôi. Cái nhóm con nít như của bạn thời hồi xưa là vẫn nói tiếng Việt nha. Còn lại thì người lớn người ta giao tiếp với nhau, người ta nói toàn là tiếng Hoa với nhau không à. Thời đó thì đối diện xéo xéo nhà của bạn có một cái chú này. Chú này là chú Minh. Ổng có một cái tính là nghiện ngập rất nhiều, cờ bạc nha, rồi chơi đá nữa. Chú này có hai đứa con gái, một đứa con trai. Tối ngày cứ đi ăn chơi lêu lỏng vậy đó. Còn vợ của chú rất là tội nghiệp. Ở nhà, ổng đâu có làm gì đâu. Mỗi lần muốn đi chơi thì ngửa tay xin tiền ông bà già nhà, cũng như là xin tiền vợ của mình. Nếu như mà vợ không cho đó, thì hai vợ chồng đánh lộn, cự cãi. Lúc đó thì ba mẹ của chú này cũng già rồi, đâu có làm gì ra tiền đâu, mà chú thì cứ ăn chơi lêu lỏng vậy đó. Nếu mà không ai cho tiền á, chú sẽ đi ăn cắp vặt của người ta, ăn cắp cái này cái kia để bán kiếm tiền mua xì ke hút. Rồi cho tới một hôm, không biết là trong nhà của chú xảy ra cái chuyện gì mà mọi người á thấy chú cùng với ba của chú, hai cha con đánh lộn với nhau. Mà ba của chú ổng già rồi, ổng đâu có đánh lại đâu. Ai cũng thấy là chú Minh này á, nắm đầu ba của mình ha, mà đập cái mặt của ổng xuống đất vậy nè. Người ta can quá trời luôn, nhưng mà can không có lại. Với lại thấy ổng là cũng cái dạng hút chích nữa, sợ không có dám lại gần. Ai mà gan lắm á, người ta mới can ra, nhưng mà can cũng không được luôn. Tới khi mà công an xuống á, thì ổng mới chịu buông ra. Hôm đó thì ai cũng thấy ba của ổng là cái mặt bầm dập hết trơn luôn, mà ba ổng đâu có dám nói gì đâu. Công an người ta thấy như vậy á, người ta mới bắt là phải đi cai nghiện. Nhưng mà gia đình của chú này á, không có chịu, giống như thương ổng vậy đó. Nói là bình thường á, ổng cũng hiền lắm, ổng không có làm gì đâu,
Chỉ khi ổng lên cơn nghiện thì ổng mới vậy thôi. Thôi cho ổng ở nhà đi. Rồi thì cũng thôi, cho ổng ở nhà. Cho tới 3-4 tháng sau, ổng cũng đi ăn cắp đồ của người ta. Nhưng mà xui là bị chủ nhà người ta phát hiện. Người ta kéo ra đánh hội đồng, đánh rất là nhiều, đánh bầm dập luôn. Nhưng mà ổng vẫn lết về tới nhà được nha. Tuy nhiên về tới nhà, 3-4 ngày sau, ổng chịu không nổi. Tại vì vết thương nặng quá hay sao, ổng chết ở nhà luôn. Cho tới khi ổng chết được 3 ngày, thì cái người cô của bạn mới thấy cái vong hồn của ổng về nhà mà đứng trước cửa. Cái đêm đó cô của bạn đi làm, tăng ca, về là 10 giờ đêm rồi. Ăn uống tắm rửa xong mới trèo lên trên lầu, đứng ở trên đó hóng mát. Nhìn xuống dưới đường thì cái thời điểm đó đèn đường ở chỗ nhà của bạn, người ta còn xài cái bóng đèn tròn mà đèn vàng á mọi người. Nó cứ leo lắc vậy đó. Nhìn xuống dưới cái cửa nhà của cái chú này thì thấy là ổng đứng trước cửa nhà. Ổng thì ổng đứng giữa. Hai bên có hai cái ông đàn ông đứng mà kiểu canh, giống như là canh cho tội phạm vậy đó. Dịnh hai cái tay của ổng hai bên vậy nè. Bà cô này nhìn rất rõ luôn. Tay chân của ổng xiềng xích rất là nhiều. Còng lại vậy nè. Mà hai cái chân là còng lại bằng hai cái sợi dây xích rất là to. Có hai cái cục hình tròn nó dày dữ lắm. Y như là trong phim Tàu vậy đó. Sau khi mà thấy cái hình ảnh kinh dị vậy đó, thì bà cô bà vô nhà. Bà không dám đứng ở đó nữa. Rồi sau đó bà mới kể cho con cháu nghe. Bà mới nói ổng tội nặng như lắm đó. Tội bất hiếu nè, rồi quậy phá gia đình, chết á, cho nên người ta mới về người ta bắt đi tù tội như vậy đó. Còn riêng cái người vợ của chú thì bạn cũng thấy rất lạ. Tại vì kể từ sau cái ngày mà ông chú này mất á, bà từ một cái người hiền lành tự nhiên bà chuyển sang một cái người làm thầy, lên đồng lên bóng, coi bói giùm cho người ta. Mà coi bói kiểu như là ăn tiền của người ta vậy đó. Lúc đó cái tụi con nít ở trong xóm của bạn á, bu lại nhà của bà thì thấy ha, bà hút thuốc nè, bà uống rượu, đốt giấy tiền, rồi nhang khói tùm lum hết. Mỗi lần coi bói cho người ta thì bà đậy cái miếng vải đỏ trên đầu á. Nhưng mà không biết là thiệt hay là giả. Tại vì bà chỉ coi cho người ta được một khoảng thời gian, người ta mới tố cáo bà, nói là bà lừa đảo, lừa tiền người ta. Người ta cũng đánh đuổi bà quá trời luôn. Cuối cùng là bà cũng bỏ cái nhà đó, bà bỏ xứ mà đi, đi mất tiêu biện biệt và không thấy tung tích nữa. Tiếp theo cũng là một cái câu chuyện rất là lạ mà không ai giải thích được hết. Từ một cái người bà con của bạn. Bạn nói thì bạn có một cái người em bà con tên là Thành. Gia đình của Thành thì cũng khá giả dữ lắm, có 3 anh em. Tuy nhiên không may là mẹ của Thành mất sớm, cho nên ba ổng đi thêm một bước nữa, ổng cưới một cái người vợ khác. Khi mà ba cưới cái cô này về, cả 3 anh em không có ai phản đối hết và ở nhà sống hoàn toàn hạnh phúc, không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Cái cô này tên là cô Hạnh. Gia đình này cũng hên, không có giống như là những cái gia đình chấp vá khác. Là tại vì cái cô Hạnh này là má hai của cái anh đó đó, là người mẹ kế đó. Cái cô này cổ rất là hiền luôn. Thật sự cổ hiền mà cổ chăm lo cho mấy đứa con như là con ruột của cổ vậy đó. Cổ về nhà nghe, mà cổ không có chơi, cổ không có đàn đúm gì hết. Thậm chí đạp xe đạp mà cổ còn không biết đạp nữa đó. Gia đình của chú này hồi trước giờ nổi tiếng là khá giả, chứ đâu có thiếu thốn gì đâu. Cho nên là cũng lo cho cổ, không thiếu một thứ gì cả. Nhưng có một cái chuyện lạ, đó chính là mỗi lần ở nhà cho cổ tiền đi đâu, đi chợ hay là mua cái gì đó, đều mất tiêu hết. Kiểu như là không biết là cổ đã xài về cái gì, mà mất tiêu hết trơn luôn. Đặc biệt là vàng ở trong nhà nghe. Vàng ở nhà đó xài là vàng cây, vàng miếng không à. Đưa cổ giữ cây nào là mất cây đó, không biết cổ đã làm cái gì. Riết rồi mất nhiều tiền quá, ở nhà ai cũng thắc mắc. Ai cũng nói, ủa, sao mà má hai bà hiền quá, bà đâu có ăn chơi cờ bạc gì đâu mà sao tiền của đưa bà bao nhiêu là mất tiêu hết trơn trời. Bà xài cái điện thoại là xài cái điện thoại của bắp, bà đâu có giao du gì với ai, vậy thì tiền bạc đâu mất tiêu hết rồi. Gia đình cũng chở đi coi nhiều thầy, nhưng mà không có thầy nào coi được cái lý do là tại sao hết. Sau một khoảng thời gian đi tìm hết thầy này tới thầy kia thì cuối cùng cũng tìm được một cái người thầy khá là giỏi. Vô tới nhà thầy thì thầy nói là cái cô này bị người ta làm bùa rồi. Mà cái loại bùa này cũng khá là khó gỡ, bùa người Khmer đó. Nghe thầy nói như vậy thì ông chồng cũng nhờ thầy giải giùm. Nhưng mà thầy nói đâu phải muốn gỡ là gỡ được một ngày hai ngày đâu. Cái cô này là cổ bị lâu rồi, cho nên bây giờ đưa cổ về nhà đi, rồi một tuần tôi về nhà tôi làm cho một lần. Khi mà đem má hai về nhà đó, thầy cũng qua mỗi tuần để mà làm lễ chữa bệnh. Nhưng mà chữa bệnh chưa được bao lâu hết, bất ngờ ở trong nhà có một cái đám cưới của một cái người họ hàng. Là đám cưới con của bác Năm cũng gần nhà thôi. Hôm đó mọi người mới gác lại công việc, mặc đồ đẹp để mà chuẩn bị đi ăn đám cưới.
má hai cũng có đi ăn. Nhưng mà khi đám cưới đi về nhà rồi đó, tự nhiên bà má hai bà bước vô phòng, mà cái mặt bà buồn hiu à, bà vô phòng bà nằm mình ên vậy đó. Lúc đó thì thật sự mọi người chắc là mới đi nhậu về, cho nên cũng không có ai để ý hết. Qua tới sáng ngày hôm sau á, mọi người mới phát hiện ra là bà má hai á, bà đi đâu mất tiêu rồi, giống như bà đi khỏi nhà vậy đó. Nhưng mà lạ một cái á, là đồ đạc bà không có gom đi, đồ đạc vẫn còn ở nhà, tất cả mọi thứ bà đều ở nhà hết, bà không có gom đi cái thứ gì cả. Trong khi mọi người đang cuống cuồng tìm con má hai đi đâu á, thì phía trước có một hai người người ta tới ta đòi nợ. Người ta nói bà Hạnh này á, bà mượn tụi tôi một cái số tiền rất lớn, bây giờ á, bà không có trả, tôi tới đây tôi đòi nè. Rồi mọi người trong nhà mới nói, ủa, vợ tôi hồi đó giờ á, có chơi cờ bạc gì với ai đâu, mà tại sao nó thiếu tiền vậy? Rồi mọi người cũng cãi qua cãi lại quá trời á, cái nhóm người đó mới chịu đi về. Nhưng mấy hôm sau lại tiếp tục tới tìm nữa. Trong lúc này á, thì mọi người vẫn chưa tìm được má hai, bà đi đâu mất tiêu rồi. Kiếm hoài không thấy, thì người trong nhà mới nghĩ chắc là bà thiếu nợ quá rồi, bây giờ bà đi trốn một thời gian rồi đó, chắc vài tháng sau bà cũng quay về chứ gì, thôi khỏi kiếm nữa. Kể từ cái ngày mà bà má hai bà đi khỏi nhà, cái nhà đó cũng điều hiu buồn dữ lắm, cho nên bạn cũng thường qua cái nhà đó ngủ để mà chơi với mọi người. Nhưng mà lâu lâu bạn ngủ bạn lại bị kéo thẳng xuống dưới gầm giường luôn, rồi nhiều đêm ngủ bị người ta đè cứng ngắc vậy đó. Mới đầu cứ tưởng là cái nhà đó có ma, nhưng đâu có ai nghĩ vong hồn của người đó chính là vong hồn của má hai đâu. Cho tới đỉnh điểm là tầm khoảng một tuần sau, ở cái nhà này bắt đầu xuất hiện cái mùi hôi thối. Cái mùi này y chang như là cái mùi của chuột chết vậy đó. Mọi người trong nhà cứ tưởng đâu là cái con chuột hay là con mèo nào đó nó bị cắn rồi đó chết thôi, tại vì cái mùi thối y chang vậy đó. Rồi mọi người cũng không có để ý. Nhưng mà cho tới khi cái trời mưa, sau hôm đó một ngày á, nước ở trên nóc nhà nó mới dột xuống. Nó dột theo cái đường ống cặp cái bờ tường á, nó chảy xuống nhà thì mọi người thấy cái nước này nó cũng thối nữa. Nó đục ngầu à, mà nó cứ lợn cợn nó thối quắc vậy đó. Do là thấy ở trong cái nước này nó có cái gì nó lạ lắm, cho nên ổng mới lấy cái cây chổi á, ổng quét cho cái chất này nó đi ra khỏi cái nhà. Nhưng mà do mưa lớn quá, nó mới dột cái bếp đi. Ổng mới kêu thằng con của ổng á, mày trèo lên trên nóc nhà, mày dằn lại cái mái tôn coi, sao mà mưa nó dột ngay cái bếp, rồi sao nấu ăn được, nước chảy quá trời nè. Thế là cái người con của ổng mới trèo lên nóc nhà ngay cái bếp, lên đó để mà lấy bao cát dằn cái mái nhà lại. Vừa trèo lên thôi thì mới tá hỏa phát hiện ra, ở trên cái nóc nhà là nguyên một cái bộ xương người luôn. Lúc đó cái anh con trai á, ảnh sợ quá, ảnh nói ba ơi ba, cái bộ xương của ai mà nó bự quá ba ơi ba, nằm ở trên nóc nhà của mình á. Khi đó mọi người nghe xong, tá hỏa chạy lên trên nóc nhà coi á, thì có nguyên một cái bộ xương thiệt. Cái bộ xương này ở ngoài á, còn bọc bằng một cái bộ đồ của một cái người phụ nữ nữa. Nhìn kỹ á, thì biết đây là cái bộ đồ của má hai. Từ cái hôm mà đi đám cưới ở nhà của bác Năm về á, bà mặc một cái bộ đồ bông màu tím, đó chính là cái bộ đồ đó luôn đó. Khi đã xác định đó là cái bộ xương của má hai á, thì người trong nhà cũng biết á là chắc có thể do cái lá bùa đó hành má hai, rồi dẫn má hai lên trên đây nằm chết ở trển rồi. Rồi mọi người á, cũng đem má hai xuống để mà làm đám ma chôn cất như bình thường, chứ cũng không có kêu công an. Tuy nhiên, cái đó chỉ là cái suy diễn của mọi người trong nhà thôi, chứ thật sự cái nguyên nhân của má hai tại sao bà chết á, thì vẫn còn là một cái bí ẩn, chưa có ai biết lý do tại sao cả. Câu chuyện này kết thúc á, thì tập truyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc luôn đó mọi người. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu bạn nào thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi những câu chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Xin kính chào tạm biệt mọi người.